Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Giờ tôi đang sửa soạn hành lý để ngày mai sẽ lên đường về thăm quê hương của Sang Vlog. Đây là những công cụ mang đi theo để quay này các bạn: một chiếc điện thoại A20, một cục sạc dự phòng, một cần quay cho bộ chống rung và một cái chân đặt quay cố định để đặt cái máy điện thoại lên. Đây là những công cụ mà tôi thường làm để đăng lên YouTube đó các bạn. Và vì ngày mai tôi sẽ lên đường sớm từ Bình Phước về quê hương của cháu Sang là cũng khoảng hơn 200 cây số đó các bạn, là đi đường tắt nhé. Chứ mà đi đường về Sài Gòn mà đi vòng lại thì phải trên 300 cây số. Nên mai tôi sẽ là lên đường sớm và tôi sẽ ghi lại những hình ảnh gì chân thật nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi chuẩn bị lên đường để hành trang về thăm nhà Sang Vlog. Giờ là gần 4 giờ các bạn, gần 4 giờ sáng. Và đây là những hành trang của tôi các bạn. Đi bằng xe máy. Và đi hơn 200 cây số các bạn. Và giờ chuẩn bị lên đường thôi. Hẹn gặp lại các bạn tiếp tục nhé các bạn. Đến địa phận Bắc Tân Uyên, Bình Dương rồi các bạn. Giờ này khoảng hơn 5 giờ sáng rồi. Thôi tiếp tục lên đường tiếp. Bạn ơi, giờ mới tới đầu ngõ thành phố Biên Hòa này. Bên này là Bình Dương. Và bên này là chạy thẳng qua đây là Biên Hòa này, này, thành phố Biên Hòa này các bạn. Đi quãng đường thật là xa luôn á. Là 4 giờ sáng bây giờ đi tới đây. Đường xa lắm. Cảm thấy đẹp quá. Đây là dòng sông Đồng Nai này mọi người. Lâu lắm rồi mới trở lại cái dòng sông này, mấy năm trời rồi đó.
tâm thành phố Đồng Nai này các bạn, thành phố Biên Hòa đấy. Đây là ngã ba Dầu Giây này mọi người. Đó, tuyến đường này là về Hà Nội này. Đây, tuyến đường này về Hà Nội đây. Đó, còn tuyến đường này là về thành phố Hồ Chí Minh này các bạn. Và đây là con đường quốc lộ 20 đi về Đà Lạt, tức là chạy lên Định Quán á, nhà của La Sang Vlog là đi đường này này các bạn. Đây là đường quốc lộ 20 này. Đó, còn đây là đường đi thẳng ra Hà Nội nhá các bạn. Đó, tôi đang đứng giữa ngã tư luôn. Đây là ngã ba Dầu Giây đây, đúng là ngã tư chứ không phải ngã ba. Đây là Dầu Giây, đường đó, đường này là về dưới là Xuân Lộc Đồng Nai này. Đây là quốc lộ 20 đây, đường này là về trên là thăm nhà Sang Vlog đây. Đó, giờ tôi lại tiếp tục là lên đường tiếp cho các bạn. Rồi, chạy thẳng con đường này là đi lên là quốc lộ 20. Cứ chạy thẳng lên mà không biết là bao nhiêu cây số nữa thì đến Định Quán. Đi tới đâu thì hỏi tới đó. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Tôi đã đi qua Suối Dây rồi, tức là từ đây là lên Định Quán, gần nhà của Sang là khoảng hơn mấy chục cây nữa. Và mệt quá rồi các bạn, chạy đường xa lâu ngày không chạy á, giờ có tuổi nữa rồi á, chạy xa nó mệt lắm, đường thì nó đông đúc. Và đến ngày qua Suối Dây là tôi vào quán đây, tôi nằm tôi nghỉ chân một chút đã, rồi tiếp tục lên đường và mong ngày hôm nay lên gặp được cháu. Mà không gặp được thì tôi sẽ ở lại một đêm ở Định Quán và sẽ là ghi hình lại những cái phong cảnh ở nơi quê hương của cháu ở. Quá mệt luôn các bạn. Tính là nếu mà đi đường tắt mà từ Bình Phước mà về tới Định Quán á, là khoảng 200 mấy cây, còn nếu mà đi đường về Sài Gòn á mà đi vòng lên phải 300 mấy cây nhé các bạn. Ngồi gần đường nên xe chạy qua chạy lại nó rất ồn. Và nằm nghỉ một tăng rồi là tiếp tục là đi tiếp, và đi đến đâu thì hỏi đường đến đó. Đã đây là quốc lộ, ngồi trên quốc lộ 20 này, bên cạnh quốc lộ 20 này các bạn. Là tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tối nay hoặc ngày mai nhé. Giờ tôi nằm, tôi nghỉ mệt một chút đã các bạn ạ. Đi xa nó quá mệt. Hẹn chào và gặp lại các bạn những video là tiếp phần sau nhé các bạn.